Chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên ạ. Video ngày hôm nay thì ngoài việc cập nhật 3 sản phẩm xe mới về của Salon em, trong đấy thì sẽ có một chiếc 5 chỗ gầm cao Hyundai Kona sản xuất năm 2021, một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo đời 2020 và một chiếc Hyundai i10 2023. Thế là hôm nay cả 3 xe mới về nhà em đều là đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc đấy các bác ạ. Là một sự trùng hợp quá thú vị đúng không ạ? Trước khi đi vào báo giá cũng như là quay chi tiết 3 sản phẩm này thì em Huyền sẽ mời các bác đi vào phía trong salon em để cùng với em tham quan qua một vòng salon Tùng Bách xem nhà em đang có sẵn những sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của các bác không. Thì các bác có thể gọi điện đến hotline của Tùng Bách Thái Nguyên theo số điện thoại em đã ghim dưới góc màn hình để em có thể hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho các bác về hình ảnh xe hoặc là thủ tục pháp lý hoặc thủ tục ngân hàng nếu như các bác có nhu cầu nha. Đầu tiên thì ở đây có hai chiếc xe màu trắng luôn này các bác này. Thật ra là em Huyền cũng có giới thiệu rất là nhiều rồi, hiện tại em đang còn 5 xe cơ. Hyundai i10 số sàn bản thiếu đời 2023, mỗi xe đi loanh quanh 3-4.000 km thôi, đi rất là ít, được chào bán với mức giá là 340 triệu đồng các bác nhá. Nếu như mà bác nào có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ hoặc là mua những chiếc xe đầu tiên, thích xe đời cao và mới như trong hãng nhưng mà tiết kiệm rất là nhiều tiền thì chắc chắn các bác không thể bỏ qua sản phẩm i10 2023 với mức giá 340 triệu của nhà Tùng Bách Thái Nguyên ạ. Phía dưới này thì em đang có cặp đôi sedan hạng B đều là màu đen luôn các bác nhé. Đây là Hyundai Accent bản đặc biệt, một chiếc đời 2022 và một chiếc đời 2023. Bên tay trái em Huyền đây là 2023, xe lăn bánh 7.500 km, mới dã man, mới như ở trong hãng luôn, với mức giá chào bán 495 triệu đồng ạ. Bên đây cũng màu đen, đi 2.000 km, đời 2022, toàn số 2 thôi, quá là đẹp đúng không? Chắc là em chào bán với mức giá là 482 triệu đồng các bác nhá. Xe nhà em bán ra thì xe nào em cũng cam kết về chất lượng ở trên văn bản rồi, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với Tùng Bách. Cứ đến là các bác mua được xe chứ không mất công đi lại của mình đâu ạ. Dưới này thì em có một chiếc 5 chỗ gầm cao đời 2021 cực kỳ cao luôn, mà máy 1.5 thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Từ thiết kế bên ngoài cho đến nội thất bên trong các bác đều nhìn một cái là thấy mê luôn, và thậm chí là cảm giác lái cũng rất là tốt. Dạ vâng, đây là chiếc MGHS 1.5 trôi phi, xe sản xuất năm 2021 với mức giá chào bán 550 triệu đồng các bác nhá. Xe quốc dân Toyota Vios E CVT đời 2023. Trước này thì em bán với mức giá là 485 triệu đồng, 2023 thì quá là cao rồi đúng không ạ? Bây giờ thì mới lửa đầu năm 2024 thôi, gần như là xe mới ở trong hãng rồi, tiết kiệm quá là nhiều tiền. Ở đây thì đang có hai chiếc xe màu đỏ này các bác này. Ở đây là Honda Brio RS đời 2021, xe lăn bánh 2.000 km với mức giá chào bán 395 triệu đồng. Và bên cạnh đây thì em có một chiếc Kia Rio đời 2014 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. 2014 thì tính đến bây giờ đã qua 10 năm sử dụng nhưng mà xe mới lăn bánh hơn 7.000 cây thôi, với mức giá chào bán 325 triệu đồng các bác nhá. Giá trên là giá mong muốn của Salon ô tô Tùng Bách. Nếu như bác nào mà yêu thương em xe nào đấy thì các bác đừng ngại gọi điện đến, biết đâu anh em mình có thể có duyên và vào việc được một trong những chiếc xe đẹp tại cửa hàng em đúng không ạ? Tại vì xe qua sử dụng như thế này này thì các bác chắc chắn rằng đều mong muốn mua được một chiếc xe không đâm đụng và không ngập nước. Nhà em thì rất là rõ ràng và minh bạch về vấn đề đấy. Trên gần như là tất cả các xe tại cửa hàng em đều dán giấy này các bác này, cả rõ ràng về chất lượng và rõ ràng về giá, xe như nào báo chuẩn từ đầu cho các bác để cho các bác có thể nắm được chuẩn xác tình trạng xe nhất và không mất công luôn. Tức là thuận mua vừa bán đấy ạ. Ở đây thì em có hai chiếc xe sedan hạng D màu trắng Kia K5 luôn này các bác này, quá là đẹp luôn. Không những đẹp về ngoại thất mà nội thất bên trong cũng rất là mê, và đặc biệt trang bị siêu nhiều option nhá. Kia K5 GT Line đời 2022, xe lăn bánh 1.9.000 km với mức giá chào bán 830 triệu đồng. Và ở bên này là Kia K5 2.0 Premium đời 22, lăn bánh 3.000 cây với mức giá 770 triệu đồng ạ. Máy 1.0 turbo, trời đất ơi, nó siêu tiết kiệm nhiên liệu. Có lẽ nó còn tiết kiệm hơn cả Hyundai i10 luôn nhá các bác nhá. Chiếc này của em đời cao chót vót 2023, bản VL cao cấp nhất. Ở cái phiên bản model mới 2023 này thì ở bản VL đã trang bị ghế da theo xe rồi. Ngoài ra thì chiếc này còn được trang bị thêm cả cam 360, cảnh báo vượt trên gương, cảnh báo cắt ngang phía sau khi lùi. Nói chung là nói về option thì không cần phải bàn, siêu nhiều. Thậm chí rằng xe Lixan ấy, cái máy
máy của nó thì cực kỳ bền. Và đây cũng là một trong những chiếc xe có thể nói là rộng rãi nhất trong phân khúc hạng B luôn. Nissan Almera VL 2023 lăn bánh 1 vạn km với mức giá chào bán 485 triệu đồng các bác nhá. Ở đây thì em có một chiếc Hyundai Tucson này các bác này. Ui, đẹp lắm. Chiếc này là Tucson 1.6 Turbo Hatchback, là phiên bản cao cấp nhất với trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sản xuất năm 2022 với mức giá chào bán 875 triệu đồng ạ. Phía dưới này thì em có một chiếc xe màu đen nữa nhưng mà là 7 chỗ ngồi các bác nha. Hyundai Santa Fe bản phun xăng đời 2021, model 22 rồi, tức là sử dụng số bấm. Chiếc này của em thì lăn bánh nhô 3 vạn một chút xíu, được chào bán với mức giá là 999 triệu đồng ạ. Phía dưới này, đây này các bác này, đi dọc một đường đây xong là quay lại kia các bác nhá. Ở đây thì em có Kia Sorento bản Dulux máy xăng đời 2019, xe lăn bánh 5 vạn 4.000 km với mức giá chào bán 570 triệu đồng ạ. Phía dưới này cũng là một chiếc Hyundai Tucson nữa nhưng mà là bản phun xăng đời 2019 luôn, màu đỏ này các bác này, xe đi 4 vạn 3.000 km với mức giá chào bán của nhà em là 690 triệu đồng. Nói chung là xe nhà em thì em đều hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và vận chuyển xe trên toàn quốc, thế nên là các bác có thể yên tâm khi mua xe tại Tùng Bách nhé. Là nếu như mà mình không đến được cửa hàng hoặc là nếu như mình có thiếu một chút tiền thì bên em đều có thể hỗ trợ và tư vấn cho mình được luôn. Ở đây thì em có một chiếc xe Santa Fe nữa, cũng là bản phun xăng nhưng mà đời 2020. Xe cũng lăn bánh hơn 5 vạn km và được chào bán với mức giá là 840 triệu đồng ạ. Phía dưới này là một chiếc 5 chỗ đến từ thương hiệu Kia này. Kia Seltos bản Luxury đời 2021, lăn bánh 4 vạn 9.000 km với mức giá chào bán của nhà em là 575 triệu đồng. Bây giờ thì mời các bác sang phía bên này nhá. Bên này đây các bác này. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu của Mỹ, một chiếc xe mà trang bị máy 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây là Ford EcoSport Titanium đời 2017, lăn bánh 4 vạn km với mức giá chào bán là 380 triệu đồng ạ. Honda City, trời ơi, nghe cái tên này thì đã thấy rất là uy tín rồi, xe Honda thì quá là bền đúng không ạ? Em có Honda City RS đời 2022, xe lăn bánh 4 vạn 3.000 km với mức giá chào bán của nhà em đấy là 525 triệu đồng. Dưới này các bác ạ, đây, 5 chỗ gầm cao, đời cũng rất là cao luôn. Ở đây em có MG ZS Luxury đời 2020, lăn bánh 4 vạn 4.000 km với mức giá 430 triệu đồng. 1.5 AT phiên bản cao cấp nhất, Xpander Cross 2022. Bác nào mua chạy dịch vụ hoặc đi gia đình đông người, em này quá là phù hợp luôn. Thiết kế cũng đẹp, option cũng quá ok, bền, lành và đặc biệt là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Trước này thì em chào bán với mức giá là 600 triệu đồng các bác nhá. Xpander Cross đời 2022, lăn bánh 3 vạn 3.000 km ạ. Ở đây thì em có một cặp đôi xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc luôn, sedan hạng C nhưng mà giá rất là phải chăng luôn. Kèm theo đấy thì thiết kế rất là đẹp, rất là trẻ và cũng được trang bị rất là nhiều option. Ở đây em có MG 5 1.5 Luxury đời 22, lăn bánh 3 vạn km với mức giá là 470 triệu đồng. Là chiếc màu vàng mà em Huyền đang đứng cạnh đây. Còn phía lên trên này đi các bác ơi, tại vì ở kia hơi chật không đi được. Nhà em hôm nay thì hơi chật xe một chút xíu nha các bác nhá. Đây đây các bác này. Ở đây thì em có Beijing U5 Plus đời 2022 luôn. Trước này thì lăn bánh 3 vạn 7.000 km với mức giá chào bán là 405 triệu đồng các bác nhá. Và cạnh bên em Huyền đây, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đến từ thương hiệu Mazda của Nhật. Mazda CX-3 Premium đời 22 lăn bánh 3 vạn 2.000 km với mức giá là 588 triệu đồng. Có bác nào mà đang trong tầm tài chính hơn 400 muốn tìm một chiếc xe 7 chỗ để có thể về chạy dịch vụ cho nhanh hoàn vốn hoặc đi gia đình trong mức tiền vừa phải không ạ? Em có Suzuki Ertiga đời 2021, lăn bánh 5 vạn 6.000 km với mức giá 455 triệu đồng các bác nhá. Vừa rồi thì em cũng đã quay qua những cái sản phẩm xe đang có sẵn tại Salon ô tô Tùng Bách. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác ra phía bên ngoài này để cùng xem qua những chiếc xe mới về. À đây này các bác này. Ngoài này thì còn thiếu một sản phẩm nữa mà em Huyền quên chưa giới thiệu đến các bác. Hôm trước khi xe mới về thì em đã quay chi tiết rồi, thế nên là hôm nay em xin phép báo giá lại thôi. Đây là chiếc VinFast Lux SA bản Bay 2019, lăn bánh 10 vạn cây với giá bán là 620 triệu đồng. Một chiếc 7 chỗ đến từ thương hiệu VinFast của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Thân vỏ khung gầm lấy cảm hứng từ BMW, nói chung là đi bao phê mà giá thì lại bao rẻ đúng không ạ? Bây giờ thì cùng với em đi xem qua 3 sản phẩm đều đến từ thương hiệu Hyundai mới về ngày hôm nay nhé. Xe Hàn ở Việt Nam thì bây giờ cũng chiếm thị phần rất là lớn luôn đúng không ạ? Vừa bền này, đấy, thiết kế đẹp này,
rất là lành xe và cũng trang bị rất là nhiều option đúng không ạ? Đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các bác chiếc Hyundai Kona phiên bản 2.0 tiêu chuẩn đời 2021. Chiếc xe này của em mang ngoại thất màu đỏ và sẽ được chào bán với mức giá 525 triệu đồng. Lấy đâu ra một chiếc 5 chỗ gầm cao, đời cao mà giá thành hợp lý như thế này nữa? Chắc chắn rằng chỉ có thể là Hyundai Kona thôi. Em này thì đi bao lành các bác nhá, bao lành bao phê luôn, nói chung đi rất là thích. Gầm cao thì đi được trên nhiều địa hình, kèm theo đấy không gian sử dụng bên trong cũng rất là rộng rãi, giá thành lại hợp lý. Xe thì vừa mới về lúc sáng nay thôi các bác ạ, chính xác là khoảng tầm 12 giờ hơn là về tới cửa salon em. Và bây giờ là tầm 3 giờ sau khi rửa qua nước lã em Huyền lên sóng luôn. Phần thân vỏ bên ngoài sơn xi nó có một vài vết xước răm nhỏ nhưng mà không đáng kể. Xe qua sử dụng lăn bánh trên đường thì không thể tránh khỏi những vấn đề đấy. Có xước sát thì bên em sẽ sơn tỉa, sẽ đánh bóng lại toàn bộ nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Còn về phần ví dụ như có đâm xô hay là ngập nước không thì chắc chắn là không nhá các bác nhá. Kèm theo đấy là kính zin, keo chỉ zin và số km cũng chuẩn luôn. Đây là một chiếc crossover đô thị, gầm cao đô thị đấy, nên là cái không gian các bác có thể nhìn từ phía sau này khá là rộng, phù hợp đi gia đình này. Kèm theo đấy là cái cốp để đồ cũng thoải mái luôn nhá các bác nhá. Chủ khá là cẩn thận, bọc cả mạ chrome ở đây để tránh xước sát. Và phía dưới này là lốp dự phòng này. Lốp dự phòng và đồ đoàn kích kiếp các thứ là đủ hết, không thiếu gì. Hơi bẩn tí xíu thôi, những cái bẩn bẩn này thì bên em sẽ dọn vệ sinh cho các bác nhá. Thật ra là xe nào cũng vậy thôi, cứ đi một thời gian là nó bẩn mà. Nhất là đây lại là tình trạng xe mộc, nhưng mà các bác có thể thấy luôn trong video. Đấy là gần như là nó không có xước nhiều, nó chỉ xước răm nhỏ một chút xíu, nhưng cái đấy thì không đáng kể đúng không ạ? Nói về xe mộc thì em này có thể đánh giá là điểm 9 trên 10 luôn nhá các bác nhá. 525 triệu đồng ạ, 525 triệu đồng, quá đẹp luôn. Về phần nội thất bên trong thì như các bác có thể thấy trong video luôn, em này thì được chủ cũ nâng cấp lên thảm trải sàn, phiên cách nhiệt, cam hành trình các thứ đủ hết rồi. Bọc thêm cả bộ ghế da nhé, tại vì nguyên bản là ghế nỉ này. Xe đi 4 vạn 3.000 km với mức giá chào bán 525 triệu đồng. Trên cái vô lăng này, các bác xem ở trong hình ảnh giúp em luôn nhé, là vân vô lăng thì nó còn rất là rõ, phím bấm còi thì rất là mới luôn. Và những cái chi tiết như ở trong xe, như ví dụ như trong xe này thì hơi bẩn xíu thôi, chứ hoàn toàn là không có xước sát gì luôn nhé các bác nhé. Rất là đẹp luôn, chủ khá là giữ gìn, em không thấy có vết xước gì luôn đâu các bác ạ. 525 triệu đồng. Đấy, như là giới thiệu từ đầu rồi đấy, Hyundai Kona này, tích hợp vô lăng các thứ đầy đủ luôn. Đèn và gạt mưa là tự động, rất là tiện lợi nhá. Ui, hơi bẩn xíu này các bác này. Đấy, xe mộc mà, nên là nó thế. Nhưng mà dọn vệ sinh 1-2 hôm là nó lại sạch lại đẹp. Nếu bác nào thích thì nhanh tay đặt cọc luôn, tại vì em nghĩ là sản phẩm này không ở lâu đâu. Hôm trước em về một chiếc màu trắng và một chiếc màu nâu ấy, bán hôm trước hôm sau là bán luôn rồi. Và hôm nay về thêm được một chiếc màu đỏ này. Hàng ghế thứ hai thì khá là rộng rãi đúng không ạ? Kèm theo đấy là không gian sử dụng bên trong rất là thoáng luôn. Đấy, bác nào mà trong tầm tiền loanh quanh 500 muốn mua một chiếc gầm cao 5 chỗ để đi gia đình thì lựa chọn chiếc này luôn. Về chất lượng thì đương nhiên là nhà Tùng Bách Thái Nguyên đảm bảo và cam kết cho các bác trên văn bản giấy tờ rồi. Và các bác có thể đem đi check test thoải mái ở đâu cũng được, nhà em thì không ngại vấn đề đấy nhá. Về phần máy thì hơi bẩn các bác ạ, đây này. Đấy, vừa mới về mà nó bẩn quá, nhưng mà sau đấy thì em sẽ đi vệ sinh. Em sẽ vệ sinh sạch sẽ hết nên là khi các bác nhận xe sẽ không bị bẩn như thế này nữa. Và hơi bẩn thì sợ không nhìn rõ được, nhà không biết có nhìn rõ được không. Nhưng mà nói chung là xe nào cũng vậy, nhà em bán ra là tình trạng báo chuẩn cho các bác luôn để các bác không mất công đi lại. Với sản phẩm này em cũng cam kết chuẩn số km này. Máy móc động cơ là nguyên bản, không xảy ra đâm xô hay là ngập nước. Kính zin và keo chỉ zin nhá các bác nhá. 525 triệu đồng, Hyundai Kona bản 2.0 tiêu chuẩn, sản xuất 2021, xe lăn bánh 4 vạn 3.000 km ạ. Và bây giờ thì sẽ mời các bác sang đây xem một em xe màu trắng. Trời ơi, Hyundai Tucson màu trắng quá là nhiều bác tìm kiếm trong thời gian qua. Đôi khi thì ở nhà có màu đỏ, màu đen, các bác tìm màu trắng. Đến khi về màu trắng thì các bác lại mua xe chỗ khác mất rồi. Nhiều khi nó trái ngang như vậy đấy. Nhưng mà nếu như mà đúng dịp bác nào đang tìm Tucson màu trắng thì hôm nay nhà Tùng Bách về thêm được một em này rất là đẹp luôn. Chiếc này của em là bản 1.6 Turbo đời 2020 các bác nhé. Em sẽ bán sản phẩm này với mức giá là 740 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp ngân hàng toàn miền Bắc, vận chuyển xe trên toàn quốc, chất lượng đẹp tuyệt vời. Xe này thì em còn chưa rửa cơ. Hạ xe lòng xuống là lùi lên quay luôn, tại vì rửa nữa thì không kịp. Căn bản là nó cũng không bẩn lắm đúng không ạ? Nó không bẩn lắm đâu đúng không? Màu trắng thì đây các bác nhìn này, bẩn bẩn xíu nhưng mà nó không đáng kể, có thể châm trước được đúng không ạ? Em này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này,
siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với cái mức tiêu hao mà nhà sản xuất đưa ra như vậy thì em nghĩ các bác có thể cộng thêm khoảng tầm 1 lít, nửa lít hoặc 1 lít tùy cung đường và tùy chân ga của các bác. Nhưng mà đối với một chiếc 5 chỗ gầm cao to và đồ sộ như thế này thì như vậy đã quá là tiết kiệm rồi. Đương nhiên thì ở cái phiên bản này sẽ trang bị cốp điện nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, tiện để ví dụ mình mà xách nhiều đồ mình bấm một cái, mới cả là cao như thế này này. Thì đôi khi đàn ông thì dễ dàng nhưng mà biết đâu đối với phụ nữ thì nó lại hơi khó đúng không ạ? Nắp dự phòng này, ui dồi ôi, vẫn còn nguyên vạch sơn, quá đẹp luôn. Kích thước đồ đoàn đủ hết, cốp rất là rộng, tha hồ mà để đồ. Và ở phía cốp này người ta cũng trang bị cả ấy này các bác này, cả ổ điện này, đây này, 12V luôn nhá các bác nhá, rất là tiện. Ấy còn cái này là để hạ mới gập cái ghế thứ hai, còn cái này là đây này bác để luôn đây cho các bác nhá, chỉ có vệ sinh thôi. Xe này cũng mới về mà khá là bẩn, xe này thì cũng mới hạ xe lồng xuống thôi các bác ạ, em kéo xe lồng. Ngoại thất thì hơi bẩn một xíu vì chưa được rửa, kể cả nội thất cũng vậy, nó là xe mộc mà, nhưng mà về xước sát thì không có luôn. Màu nội thất ghế là màu kem. Nói thật là cái màu này rất là dễ bẩn luôn. Nếu như mà không vệ sinh thường xuyên ấy, không lau chùi các thứ thường xuyên như em này này, thì bên em sẽ đánh và vệ sinh toàn bộ ghế. Nên khi các bác sẽ nhận nó sẽ có cái màu tươi sáng về chuẩn cái màu gốc của nó, chứ không bị bẩn bẩn kiểu cậu bẩn như này nhá. Bác chủ cũ đã nâng cấp thêm thảm trải sàn phin 3M rất là xịn sò rồi. Bản này thì trang bị rất là nhiều, đặc biệt nhất là có cửa sổ trời luôn đây các bác ạ, cửa sổ trời toàn cảnh này. Và cái phần trần màu ghi này, màu kem này, nhưng mà rất là sạch và hoàn toàn không có bẩn nhá. Rất là nhiều chi tiết ở trong xe, chưa bóc ly lông, đây này, đây, chưa bóc luôn. Không biết là cái này là chưa bóc hay là người ta dán thêm vào để chống xước nữa, nhưng mà như các bác có thể thấy như này là cũng thấy chủ cũ người ta khá là cẩn thận rồi đúng không ạ? Phanh tay điện tử có này, auto hold có này, nói chung là nhiều lắm, về tính năng option thì không phải nói. Em này thì lăn bánh 59.000 km, 740 triệu đồng, túc sơn 1.6 turbo đời 2020, rất là đẹp luôn, hơi bẩn thôi. Nhưng mà biết đâu nhìn qua thì bẩn bẩn như thế này, nhưng mà biết đâu khi mà các bác nhận về nó lại là một sản phẩm nên thơ bất ngờ đúng không? Tại vì ngọc thì phải rũa nó mới sáng. Hơi bẩn như này vệ sinh thì nó lại sạch đẹp như mới luôn, chẳng vấn đề gì cả. Ai đi một thời gian nó cũng sẽ lại bẩn một xíu như này là các bác lại đưa đi vệ sinh. Bác nào sử dụng xe đều biết là trong vòng 1 năm thì các bác cũng phải đưa đi tổng dọn vệ sinh khoảng 1-2 lần mà đúng không ạ? Hàng ghế thứ hai thì có trang bị cửa gió điều hòa này, không sợ nắng, không sợ nóng. Và cái không gian sử dụng bên trong thì siêu siêu rộng rồi. Máy 1.6 lại còn tiết kiệm nhiên liệu. Năm nay thì giá xe quá hợp lý. Nếu như mà giờ này năm ngoái để có thể mua chiếc Tucson này chắc các bác phải bỏ ra loanh quanh tầm 8 đồng. Nhưng bây giờ thì các bác chỉ cần bỏ ra 740 triệu đồng thôi nhá. Và nếu như làm trả góp ngân hàng thì các bác chỉ cần trả trước khoảng 30 cho đến 35% giá trị xe thôi. Xe nào cũng vậy là các bác sẽ có thể sở hữu. Trời ơi mới quá, mới từ cái tấm thì cách nhiệt ở trên nắp capo này luôn cho đến phần máy móc bên dưới này các bác này. Zin đét luôn. Không ẩm dầu, cái này là chắc chắn luôn này. Đấy, ốc thì hoàn toàn không có dấu vết vặn mở. Bên em vẫn cứ là cam kết trên văn bản giấy tờ với các bác, đấy là xe không đâm xô, không ngập nước. Máy móc động cơ là nguyên bản, kính zin, keo chỉ zin, số km chuẩn, bao check test toàn quốc luôn. 740 triệu đồng Hyundai Tucson 1.6 Turbo đời 2020 các bác nhá. Màu trắng mẹ mắng cũng mua đấy ạ. Bác nào thích màu trắng thì nhanh tay luôn. Ngoài màu trắng thì vừa nãy em Huyền có giới thiệu rồi đấy ạ. Trong nhà em còn một chiếc màu đen đời 22 và một chiếc màu đỏ mận đời 29 nữa. Nếu mà tầm tiền xanh quanh 4 đồng này, đấy, thích một chiếc xe đời cao thì chắc chắn phân khúc hạng A là lựa chọn của các bác rồi. Em có Hyundai i10 đời 2023 bản 1.2 AT, tức là số tự động đấy ạ. Xe lăn bánh 1 vạn km với mức giá chào bán 405 triệu đồng. Xe đẹp và cũng đã có sẵn tại Tùng Bách Thái Nguyên, bác nào thích đến là mua. Màu trắng thì là cái màu trung tính, rất là dễ đi rồi đúng không ạ? Đẹp xuất sắc, ngoại hình bên ngoài không có gì để chê. Các bác có thích xem thì em Huyền đi quay một vòng để cho các bác xem thôi. Tiện thể mở cái cốp ra xem là cái cốp nó có rộng không thôi. Chứ còn cái xe này thì chẳng có gì để chê cả luôn các bác này. Nhìn này. Đấy. Hatchback hạng A. Đây là cái cốp để đồ. Đương nhiên thì đối với một chiếc xe hạng A thì mình không thể nào mà yêu cầu quá là cốp phải rộng như là Tucson hoặc là rộng như hạng B, hạng C. Tuy nhiên thì trong phân khúc hạng A, i10 cũng là một trong những chiếc xe có thể nói là rộng rãi nhất rồi. Dưới này nhá, dưới này để xem lốp dự phòng luôn. Đây các bác nhìn này. Lốp dự phòng tiện thể xem lòng cốp luôn đấy các bác ạ. Chiếc này 405 triệu đồng, Hyundai i10.
1.2 AT đời 2023, lăn bánh 1 vạn km. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá, tầm 6-7 lít thôi là có thể lăn bánh được em này rồi, nhất là đi xe máy luôn. Còn nội thất bên trong thì rất là mới, đây này các bác nhìn này, mới quá, mới đẹp, 1 vạn không trăm, chẳng biết đọc, không biết đọc nên thôi, nó có 1 vạn cây thôi các bác ạ. Nó dư dư ra mấy số km, nhiều khi nó hơi đơ. Nội thất nhựa bên trong thì hoàn toàn không có xước gì đâu nhá. Thật ra 1 vạn cây mà nếu không xảy ra đâm đụng hay ngập nước thì nó chưa thể là gọi là cũ đi được. Nhưng cái chi tiết mà con người hay sử dụng nhất, ví dụ như ghế da hay là vô lăng, thì hoàn toàn chưa có dấu hiệu của sự hao mòn. Rất là mới, mới nhựa trong hãng, thêm bọc ni lông nữa là quá ok luôn. Hơi bẩn đây này các bác thấy không? Đợi em vệ sinh cho. Tại vì nói thật là xe này thì về từ hôm qua hôm kia rồi thì phải, nhưng mà mấy hôm nay nó mưa quá nên là chưa đi vệ sinh được. Xe hạng A nhưng mà cũng có trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai luôn nhá. Và cái không gian, cái khoảng cách từ hàng ghế thứ hai và hàng ghế đầu cũng khá là rộng rãi để người ngồi bên trong được thoải mái. Cái phần kiểu co chân với duỗi chân ấy, trần màu kem cũng hoàn toàn không có vết bẩn nào luôn, rất là đẹp. Nói chung là đây là một sản phẩm có thể dùng một từ để đánh giá, đấy là quá mới, quá xuất sắc luôn. 405 triệu đồng các bác ạ. Hyundai i10 1.2 AT 2023. Đấy, máy nó cũng hơi bụi bụi bẩn bẩn một xíu. Kệ nha các bác nhá, với xe như thế này là vẫn còn rất là sạch luôn. Máy thì mình cũng không lên rửa nhiều đúng không ạ, trừ phi bẩn quá thì em mới rửa thôi. Còn như này thì chắc em sẽ để nguyên. Zin đét đèn đẹp luôn, ốc vẫn còn nguyên chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất, không hề có dấu vết vặn mở luôn. Nói chung là zin từ số km, zin cho tới kính và keo chỉ. Nói chung là xe nhà em là xe như là báo chuẩn như vậy đấy, nên là các bác cứ yên tâm nhá, cứ tự tin đến với Tùng Bách, đến là mua không mất công đi lại đâu ạ, đảm bảo luôn đấy ạ. Vừa rồi thì em Huyền cũng có lên sóng báo giá toàn bộ cửa hàng salon Tùng Bách Thái Nguyên, cũng như là đi qua chi tiết và báo giá cả 3 sản phẩm mới về của nhà em. Nếu như mà trong video này các bác tìm được xe nào ưng ý thì các bác nhớ gọi điện đến hotline để em Huyền có thể hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho mình. Bây giờ thì em xin phép kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.